các cô chú. Con tên là Cho Chu Vân, năm nay con 7 tuổi. Con đang học ở trường Viscon Green Bay. Hôm nay con nhận được bảng khen topic. Con đã thi đỗ topic cấp 1. Con được điểm 100 trên 200 điểm. Từ bây giờ con sẽ ôn thi để lên được topic 1 cấp 2. Bây giờ con sẽ quay cho các cô chú cuốn sách Listening và Reading của tiếng Hàn thầy Béo Cho Ơn Sóc. Đây là quyển sách Listening và Reading của thầy Cho Ơn Sóc. Con sẽ đăng thật nhiều video lên trên YouTube và mong các cô chú học cùng con nhé. Chúng ta cùng cố gắng để thi đấu topic 1 cấp 2 nhé. Fighting!